Chào các bạn nhé. Chiếc bếp từ nội địa Nhật này, theo thông báo của khách ấy, cái anh khách ấy, anh ấy bảo là đã đem đi người đi thợ sửa, nhưng mà họ bảo là không sửa được nên bỏ trả về, nên là anh ấy có đem lên cho mình bảo là sửa được hay sửa sửa được thì sửa, không sửa được thì thôi các bạn ạ. Nó là một chiếc bếp từ nội địa Nhật rất là dày, AC 100, công suất 1.300 thôi, công suất nó không lớn ở đâu, bởi vì là 100V mà ở 1.300W là tương đương với ăn 13 của dòng của dây nguồn rồi. Còn nếu nó ăn 2.000 thì tương đương với 20A thì có vấn đề ngay. Nên họ sẽ không chế chỉ thế thôi các bạn nhé. Bếp có thương hiệu là Hatech hay sao ấy, hay là đã từng thay vỏ thì mình không rõ. Bên xung quanh của nó là inox hay là nhôm ấy nhỉ? Inox à? Ồ, inox như này thì nhiễm từ à? À, nhưng mà mâm từ nó ở đây cũng không sợ các bạn ạ. Sắt thôi. Mình có cái nam châm này, chuyên để khi vặn ấy, nó toàn mòn tua vít, nó dẫn tới là nó không hút được ốc ấy, toàn dùng nó thôi. Cái nam châm này lâu lắm rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem nó hỏng ốc như nào nhá, mình chưa cắm thử. Tháo ra nhìn đã. Bếp trả về ốc lắp không đủ luôn. Vỏ nhựa rất to và dày, cứ như là bếp này để lắp âm ấy các bạn ạ. Khả năng là đúng đấy. Chúng ta sẽ để ý nhá, cái mặt này không phải là mặt, nếu mà bếp dương nó sẽ lồi những cái lốt ở đây lên, nhưng mà cái này là mắt âm xem này. Như vậy là một chiếc bếp từ nội địa Nhật lắp âm, bếp đơn lắp âm. Ồ, vẫn còn ốc. Bếp này thì nó như là sửa, nó như sửa nồi cơm nội địa ở Nhật thôi mà, nó còn đơn giản hơn đấy các bạn ạ. Ồ, sao vẫn ốc ở đâu mà mình không tìm thấy ra được nữa nhỉ? Ra rồi chứ. Đấy, ốc. Ôi dồi ôi. Chúng ta sẽ để ý này, khung sắt thép ghê thật đấy. Nhật thiết kế đấy. Nó có hai cái này. Đấy. Tiếp địa này, tiếp mát, vỏ mát này. Ô, cầu chì chưa cháy thì khả năng không phải hỏng công suất các bạn nhé. Để mình sẽ ghim thử điện xem thế nào. Thôi không ghim nữa, cứ thử tháo ra để nhìn xem thợ trước họ đã làm cái gì mà họ bảo trả về. Dây đỏ ở đây nhá, cứ đánh dấu đúng nhá, nhưng mà họ cũng thay tháo ra rồi thì cũng không chuẩn nữa đâu. Cứ dương 300V vào lõi giữa là được. Sau đó chân xê sò là vỏ bên ngoài là chuẩn hết. Ô, cái mạch này, mạch nguồn trực tiếp là mạch nguồn này, sử dụng IC, con này quen lắm, con IC Nhật đấy. Mình tháo hẳn nó ra nhé. Bếp này chất đấy các bạn ạ, hay là đồ Nhật nó thế. Dây này chỗ này không có vết bắt gì, nhưng mà dây theo theo của nó mới như này chứ mọi người này, dây của nó đấy. Như vậy là đã động đến IGBT này, đã từng hàn này, IC driver cũng đã từng hàn này, IC này này. Còn cái dây này là cái dây gì câu thì mình cũng chưa rõ, hay là dây à, dây này khả năng nhà sản xuất câu đấy các bạn ạ. Câu từ đây điểm này này thì nó họ mới đổ keo như này nhá. Khả năng hai con này là không bắt lồi không các bạn ạ. Mình có để ý thấy kiểm tra điện trở, không biết quay điện trở không, không phải, những cái dây gì này hàn lại hết, hàn đã từng hàn rồi. Mạch quá ở đây này, chỗ này đấy, mạch quá hầm hố luôn. Thôi bây giờ nguyên bản y nguyên này, bây giờ mình lại lắp vào máy test thử ở đây cho mọi người tham khảo con IC nguồn này. Con IC nguồn của nó là MPO122SI, cái đuôi 122 mình thấy quen quen lắm. À, MIP MIP 0122 MIP 0122 các bạn nhé, rất quen IC 3 chân thôi. Mạch nguồn này nó là mạch nguồn hã trực tiếp, để áp DAC vào được lọc được chỉnh lưu thành cái nguồn DC khoảng 140V đấy, đi qua mạch hã áp trực tiếp IC này, quận L này sẽ ra một cái nguồn. Mình nhìn thì con cái quạt này nó 24V nhá, nó có hai cái quạt làm mát này để thổi cả gió vào trong này luôn, nó hút từ đây này đó.
nguồn 24V thì như vậy là cái mạch nguồn này nó sẽ tạo ra 24V rồi. 24V sau đó nó sẽ đi qua những con 7805 này, 120V rồi. Đó là nó sẽ hạ ra các mức nguồn nữa các bạn ạ. Và nó chỉ mạch này chỉ ra một mức nguồn thôi, bởi vì mình thấy là con L nó chỉ có một con L thôi, không có cái nguồn, không có cái con ký sinh như ở những cái bếp từ mà mình đã từng chia sẻ các bạn ạ. Nhìn qua nhá. Bỏ cái này đi đã. Mâm từ chất kinh khủng rồi. Mâm từ này chúng ta không thay được mâm từ 2.2 đâu nhá, cho 2.2 đâu nhá. Nó hình như cái độ tự cảm nó khác, tức là cái cảm kháng của nó khác. Cái chỉ số tự cảm của nó Henry ấy là nó khác đấy các bạn ạ. Thì nó AC vào này, đi qua nhiều cầu chì vãi. 15A mỗi một giây đi qua một cái cầu chì. Kinh khủng thật. Đời ngày xưa hay đời bây giờ nó tiết kiệm. Anh ấy Nhật anh tính an toàn này. Anh ấy không chơi theo cái kiểu chỉ một giây thôi các bạn ạ. Sợ thật. Sau đó một giây AC ấy, nó sẽ đi qua dây gì để tới quận City nhá. Đo dòng này các bạn ạ, kiểm soát dòng là quận City này. Rồi nó sẽ đi vào cầu diode để chỉnh như thành nguồn DC 300V đấy. Bắt đầu là cho phần công suất. Thì phần công suất thì mình nhìn nhá. Với dương ra đây này, sau đó cũng đi qua quận L y như bếp từ của chúng ta đây nhá. Lọc vào hai con tụ này song song. Các bạn ạ. Hai con tụ này để mình nhìn xem nào. 200V DC 3mi, như vậy là lọc bởi con tụ 6mi nhá. Còn đây là con tụ cộng hưởng. Con tụ cộng hưởng này thì mình nó tím quá chả nhìn được chỉ số. Tụ cộng hưởng nó song song với mâm từ mà các bạn. Một đầu mâm từ này, một đầu mâm từ nữa này. Đấy tụ cộng hưởng nha, tới chân C này. Mở về E này, về E thì về mát toàn mạch luôn. Về mát đâu rồi nhìn xem nào. Đấy đúng rồi, đi về cổ âm chân âm luôn này. Bởi vì nó đo bằng CT rồi mà, nó đo bằng con CT rồi nên nó về mát luôn chứ không ăn giờ săn gì cả các bạn nhé. Chip Masu này, IC lằng nhằng nè, khuếch đại thuật toán hay sao ấy, 393. Và cái quan trọng là con IC driver rất thông dụng như giống hệt ở trong những cái lồ cơm IH nhé. Đó là con này này, TA8136 các bạn ạ. TA8316 nhé. Nó là con IC driver đấy, tức là không biết là con IGBT nó chạy nguồn bao nhiêu, chắc là không phải chạy nguồn 24V được, nó phải giảm xuống các bạn ạ. Chắc là một giảm xuống 12V chẳng hạn, bởi vì một số những con IGBT trong nồi cơm nội địa Nhật đấy, không biết từ nội địa Nhật chạy đi 100 này thì là nó sẽ chỉ chạy nguồn khoảng 12V thôi, thôi chứ cứ kệ thôi. Bây giờ mình sẽ ghi vào test thử xem thế nào, rồi mình sẽ sửa nhá. Giữa mâm sẽ có cái cảm biến nhiệt này và khe của nó có một cái cầu chì nhiệt nhé, cầu chì bảo vệ đấy. Giả sử nóng quá, đáy nồi nóng quá nó sẽ cháy. Có cầu chì 3 dành riêng cho trong nguồn cấp trước rồi này, cầu điện trở cầu chì luôn. Thiết kế rất thừa rất nhiều nhá, bây giờ tối giản thì bỏ hết. Đó, mình sẽ lắp thử như này thôi đã để xem nó lên nguồn không như nào nhá. Có một cái nguồn 100V này. Như vậy là tịt, không có tiếng gì. Nhưng mà cái loại này nó lại không có tiếng kêu thì sao? Ăn 3W rồi đây này. Đấy, bật có kêu này. Nhưng mà bật ở đâu nhỉ? Bật ở đấy là đúng rồi. Nhưng bật trả lên cái đèn gì? Mỗi cái nút này bật nghe tiếng kêu thôi, chả có cái đèn gì cả các bạn ạ. Anh em bật nó phải có đèn chứ nhỉ. Mọi người này, đây này, cái nút này có phải nút bật không, mình không dùng nó mình không biết, chắc là đúng thôi. Nhưng bật có tiếng kêu tít tít thôi nhưng mà chả có đèn lên gì cả, quạt không chạy không gì cả. Nên để lắp lốt cái kia vào xem nào. Đó, mình đã lắp cái mâm từ vào nhá, lắp hết tất cả rồi đấy, vẫn chỉ có thế thôi, kêu tít tít thôi không gì cả. Rồi là lỗi gì đây? Quạt không chạy không gì nhá mọi người nhá. Để mình mò thử á. Chắc là ban nó như này đây. Bấm cái phím này kêu tít tít này, đèn này cũng không sáng. Bật cái nút đấy thì cái đèn này nó phải sáng rồi. Đấy, đèn nó vẫn sáng ok này. Nút thì rất ngon lành luôn.
Nút chắc là nhíp trong là nhíp đồng đấy, chứ không phải đồng vàng đấy, chứ không phải là chân sắt như đồ của chúng ta đâu. Nói tóm lại là không gì vào cái bo này, chưa sờ thấy gì cả. Mình thấy ốc rất là lỏng lẻo, cái ốc này lắp ở đây này, nhưng mà chưa động đến cái gì cả đây cả. Chỉ ở dưới mới thấy có động chạm nhiều chỗ thôi. Đấy, chỉ kêu thôi. Loa nó tận đây. Thôi này, tháo ở dưới, bao giờ bấm vào nó lên đèn là khả năng là tìm ra ban. Bo mạch nó đấy. Đây gọi là mình gọi là khoanh vùng để tìm nguyên nhân các bạn nhé. Thì mình để như này, mình sẽ cắm điện nồi, mình cũng đặt lên đây luôn rồi, mình cũng chưa cắm cả miếng nhiệt thôi. Nhưng mà đây là cái cầu trì nhiệt bảo vệ đấy, thì nó sẽ đấu ở cái điểm này thì mình đã dính vào rồi. Mình sẽ đo cho mọi người một chút các mức điện áp các thứ các bạn nhé, và sẽ xoay về nó sẽ như thế này đây. Chưa rõ là có sửa được hay không nhưng mà phải làm từ từ, cố gắng để làm sao cái màn hình, cái camera, cái đồng hồ cho mọi người nhìn nhá. Mình đang ghim điện rồi đấy nhá. Thì ghim điện thì mình lấy sẽ lấy mát tại chân âm của cầu là mát toàn mạch luôn nhá. Thì chân dương ta sẽ thu được là 130V kìa mọi người nhá. 130V cho phần công suất đấy, nhưng 130V đấy nó đi đây, nó đi quận L như mình nói rồi nhá. Đồng thời nó cũng đi qua cái cầu trì 3 này. Sau đó là nó đi qua một cái điện trở cầu trì là 33 ôm này, rồi nó đi qua con diode nữa. Đi qua con diode nữa thì bắt đầu nó lọc ở đây, con tụ hóa to ấy, là được 130V đấy cho phần nguồn cấp trước nhá. Các bạn nhá. Phần nguồn cấp trước đây là chân D của MOSFET này. Chân S của nó đây này. Qua quận L phát thì sang bên này phát ta sẽ thu được đến áp đầu ra luôn. Tất nhiên nó có FB tại một chân nữa, nó có ba chân mà. Chân D, chân S và chân FB nhá, nó chỉ thế thôi. Thì đây là nó đi qua quận L thì sang bên này ta sẽ thu được, con này nó ra 25V nhá. Không biết mọi người có nhìn được 25 không? Mình đang để hơi tối như này. Đấy, để như thế nhá. Mạch nguồn này nó tạo dạng 25V và tiếp tục này. 25V nó đi qua một con điện trở 120Ω tới chân in của con 7805. Đó, chân in được còn 22V nhá. Và nó ra chân out là 5V này này. Chính vì ra 5V được lên dẫn tới là con MSU này nó đã có nguồn và nó kêu tít tít được nhá các bạn nhá. Và nữa này là tiếp tục thì là cái nguồn cho khối đây vào ấy, thì là nó được ổn áp bởi con chan này. Nó sẽ đi theo cái đường này tùy tới chân VCC của con ICTA bao nhiêu mình vừa đọc cho mọi người đấy, 8316 ấy. Đó, nó là 18-19V như bếp từ nhá mọi người nhá. Tiếp tục này, mình sẽ đo tiếp cho mọi người này. Ở đây nó có hai con IC là M393 thì mình có dò qua, mình có nhìn qua ấy, thì là hai điện áp của đường chân C sò và đường của DC là nó đi về cổng khuếch đại của nó để nó nhận lồi các thứ đấy. Và một đường con nữa thì hình như là liên quan đến là xử lý cái con R săn hay con gì cái đấy mình cũng không rõ. Tóm lại này, mình sẽ đo này. Với con M393 này, những con như này nó chạy nguồn đơn ấy, thì chân 8 của nó luôn là VCC, cả chân 4 của nó là GND nhá, thì mình sẽ đo cho mọi người này. 1 2 3 4 5 6 đây chân 8 này. Đấy con LM393 này, à con 33 LM393 các bạn nhá. Nó là một con IC khuếch đại thuật toán hai cổng ấy, nó là chạy trực tiếp 25V luôn. Tiếp tục con này nữa này. Chân 1 ở đây, đây là chân 8 này. Cũng có nguồn nuôi nhá. Và tiếp tục đây như là một con rôm nhá, thì cũng đây là chân 1. Mình đang kiểm tra VCC cho nó mà. Thì đây là chân 8 này. Đã được cấp 5V nhá. Tiếp tục cái con này chả biết nó là con gì, mình không nhìn thấy, nhưng cũng được cấp 5V ở đây. Đó, 5V ở hai chân này cơ, nhưng không rõ. Tóm này là đã có VCC hết rồi. Và mình để ý thấy thợ trước họ đã động đến con Thạch Anh, chân Thạch Anh Hàn này, nhưng mà Thạch Anh nó đã chạy rồi thì mới kêu tít tít này. Đây nha, mình sẽ hút thở chân Thạch Anh ra cho chúng ta là nó sẽ hết kêu tít tít nhá. Mình hút thở nó ra này, hút thở một chân được, coi như là Thạch Anh mất một chân nhá. Đó, và chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ hết kêu nhá. Mình ghim rồi đấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy là không bấm được nữa nhá. Coi như là không có dao động thì Thạch Anh là ICM su tịt nhá. Để loại trừ là Thạch Anh sống hay chết. Mình thấy thợ trước hình như là họ đã thay Thạch Anh, hay là hàn lại. Con Thạch Anh này có Thạch Anh 80. Đấy, mình đã hàn lại tiếp rồi nhá, hàn lại rồi này. Mình ghim lại này. Và mình ấn này, nó sẽ kêu được tít tít nhá.
để kiểu gì để gần gần chút cho mọi người nhìn được. Đó, để như thế nhá. Và tiếp tục này, mình có nhìn ấy, thì cái đường Arcedes, đường nhận biết được cái điểm zero của lưới điện rất quan trọng trong bếp từ nhá các bạn nhá. Ok. Cái thước hút nó bám bẩn. Điểm zero ấy thì mình sẽ dò nhìn cho mọi người tham khảo về cái đường điểm zero, à cái bắt cái điểm không của của chu kỳ điện. Thì đây là hai dây AC vào nhá. Đi qua cầu chì thì dây AC ở đây. Đi qua cầu chì đây là dây AC nhá mọi người nhá. Thì cái xung dương đây này. Đi qua con điện trở 100 ohm này. Đi từ điểm này. Đi qua dây di đấy, đây là dây di, vòng vòng tới cực B con này, phân áp về mát bởi hai con điện trở hoặc là một con tụ của một con điện trở. Thì nó sẽ tạo dòng chảy từ C sang E của con chăn này, con chăn số hay chăn gì thì mình không rõ. Tóm lại là cái cực C của nó sẽ được phân áp một cái nguồn 5V dương vào qua con 10K chẳng hạn. Thì là khi mà có như vậy nó nhận biết được 50Hz nhá, thì là cái cứ lửa 1/2 chu kỳ thì là con chăn này dẫn một lần. Thì dẫn tới là cái 5V đấy nó sẽ trừ đi một nửa, thì ở đây ta sẽ đo được thu là 2,5V thôi. Thì đây mình sẽ đo cho mọi người để chúng ta sẽ biết là Arcedes ok nhá. Mình không cần lấy máy hiện sóng nữa, mình nói cho mọi người để mọi người hiểu thôi. Đây là mình đo tại chân C của nó này, ta sẽ thấy chưa có mát. Đây mát đây. Chúng ta sẽ thấy là nó có 2,5V nhá, như mình nói nhá. Thì chúng ta mình sẽ bấm được này, nó có xung Arcedes ok này. Là máy hiện sóng nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ biết được ngay, nhưng mà mình sẽ không dùng máy hiện sóng nữa để cho mọi người sẽ thấy nhá. Và bây giờ mình sẽ hút thở cái đường đấy. Cụ thể mình hút ra cái dây di ra này. Mình hút thở cái dây di đấy ra nhá. Thì coi như là mất Arcedes các bạn ạ. Mất Arcedes thì coi như là cả chu kỳ điện thì con chan này không mở tí nào, nên cái nguồn từ 5V phân áp qua con 10K là nó không mở được tí nào ấy. Thì nó là luôn là 5V. Mọi người thấy chưa? Nguồn luôn là 5V như này thì dẫn tới là một điều kiện là MSU sẽ không chạy, nó là Arcedes nhé, không bấm được nữa nhé mọi người nhé. Thì tất nhiên vẫn để yên như này nhá, mình sẽ hàn lại luôn nhé. Cái nguồn 100 này nguồn cách ly nên mình sợ nó cũng chả giật đâu. Đó mình hàn lại nhá, thì chúng ta mình sẽ đo lại cho chúng ta này. Đây là những cái bài học mình muốn làm kỹ và làm sâu cho mọi người hiểu mạch, để chúng ta sẽ sửa chữa những thiết bị khác chúng ta hiểu. Đấy, nó là 2,5 nhé. Một số nồi cơm cao tần nội địa Nhật ấy, thì nó không phải là phân áp 5V vào mà nó phân áp tận 18 hoặc 20V vào, thì nó sẽ khác đấy các bạn nhé. Đó 2,5 đã có nhá. 2,5 tức là 5V đã bị trong một lửa chu kỳ nó đã kéo bớt về mát một nửa rồi, thì nó sẽ tạo thành cái chuỗi xung vuông 50Hz nhé. Thì con MSU này về chân MSU, con MSU nhận biết được là điểm zero rồi, là một điều kiện để cho nó chạy, thì nó đã chạy nên kêu tít tít. Nhưng cái vấn đề là đèn không hề sáng gì. Thì mình có nhìn qua nhá, trên cái bo này này thì nó không có cái gì cả, không có IC gì cả, mà nó là có một con led 7 đoạn to như này. Thì mình có để ý này, một dàn các con điện trở này, à con chan này nhá, nó chính là nguồn 5V đi tới chân anode của các con led rồi, chờ đấy đi về đến đây, sau đó đi qua con điện trở hạn, bởi vì led chỉ sáng 3V mà, sau đó đến chân C của con chan này. Khi con MSU này đưa lạnh ra cực B thì rất nhiều lạnh nhá, để nó hiển thị số 8 hay số 6 hay số 5 mọi người nhá, thì nó mở đồng nở hợp lý. Thì giả sử nó sẽ đưa lạnh ra, nó sẽ mở từ C sang E, từ B nó mở từ C sang E thì là một dãy led sáng chẳng hạn. Thì đây nhá, mình sẽ kích thử cho chúng ta để chúng ta sẽ thấy led nó sáng nhá. Đây mình kích bất kỳ con này đi. Là chập CE của một con chan này này. Chúng ta sẽ thấy cái led kia sáng này. Đó, cái led này sáng và hai kia sáng nhá, tất nhiên cái khác. Mình kích lại con đấy nhá. Không biết phải con này không nhỉ? Không phải nó, đây con này mới đúng. Đó, tiếp tục con khác này. Nó là thế nhá. Đó, nó sẽ khác đấy, nó sẽ giảm dần đấy. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là con MSU này chưa đưa lệnh ra để điều khiển cực B để tạo các led hiển thị. Mình ấn thì nó lại kêu. Đó. Thì tiếp nữa này. Thì giả sử như về cái đồ này thì không sửa nhiều, không hiểu nhiều nó thì mình cũng không hiểu. Thì giả sử như đôi khi nó này không nhận nồi, điện trở không nhận nồi thì nó lại bị lỗi chẳng hạn. Nên mình có đo thử đường nhận nồi, hai đường nhận nồi thì nó cũng không lỗi. Nhưng thực tế không nhận nồi thì nó sẽ kêu tít tít hoặc nó báo lỗi gì đấy cơ, chứ không thể là bấm nó lại chỉ kêu cái này được các bạn nhé. Thì mình sẽ đo thử đường nhận nồi này, đường nhận nồi nó có chân C sò đây này. Chân C sò nó vòng qua cái mạch in bé xíu này nhá. Nó tới đây nó phân áp nó sẽ tới đây này. Có 1,2V này.
có 1,6V như vậy là đều nhau rồi nhá. Rồi nó sẽ đi vòng vòng đi xuống tới dưới về MSU ấy. Rồi một cái hai cái đường nữa là hai đường nhận biết của cái đường 300V ấy, thì nó lấy chính tại đây. Từ đây là được tại đây chính là một đầu của mâm từ này mà mọi người, mâm từ trên này nhá. Thì nó đi tới đây này. Nó sẽ được phân áp qua con này thì nó sẽ thành hai đường nữa, 3V4 này. 3V1 này, có thể nó sẽ đi tới con cổng khuếch đại này sẽ được phân áp về mát đi qua điện trở nữa, nhưng mình cũng không cần dò nữa. Tóm lại sau một loạt mình đo, mình kiểm như thế thì mình biết là con MSU này nó đã có điều kiện để nó chạy rồi, nhưng bấm nó chỉ được thế này thôi. Các bạn nhá. Đây là chúng ta sẽ thấy phím bấm nó sẽ như thế này. Phím này thì chắc chắn là phím on rồi. Phím on rồi, sau đó on, sau đó có thể chuyển ở đây, chuyển đây và tăng giảm. Nhưng chúng ta sẽ để ý nhỉ. Bạn nào mà dịch tiếng Nhật được thì tốt, nhưng mình thì không dịch được. Mà nó có cái số 2 đây này. Thì mình hiểu là bấm lâu một chút, tức là bấm 2 giây đi. Các bạn nhá. Bấm 2 giây đi. Đây là mình sẽ bấm 2 giây. Bấm giữ này, chúng ta để ý cái LED nhá. Bấm giữ thôi, không phải bấm nhả cái này nữa mà bấm giữ này. Nó chạy luôn, các bạn thấy chưa? Nó lên kìa, và nó kêu tít tít kìa. Tít tít ở 20 kìa, cũng không nhận lồi, cũng rước gì cả, mình chưa rõ. Tóm này là bật con này là phải vẫn giữ các bạn nhé. Còn bây giờ để thử lắp hoàn thiện mà có khả năng nó không có cảm biến, nó dư, nó không chạy không thì mình chưa rõ, chưa biết là lỗi gì. Mình đo rất nhiều chỗ rồi, không thấy lỗi. Các bạn ạ, đấy, tắt đấy, bật này. Đấy, kêu tít tít như thế nhá. Và nó đang báo như là 02 hay cái gì ấy, như là mình đang không cắm cảm biến thì nó thế các bạn ạ. Đây, giờ mình sẽ thử cắm cảm biến nhá. Con cảm biến này thì lỗi chở nó to lắm, cao lắm các bạn ạ. Nó không như cảm biến biết từ của chúng ta. Cảm biến biết từ của chúng ta nó chỉ có rơi vào 90k, nhưng con này nó tận bao nhiêu ấy, các bạn để ý này, tận 283 kilo-ohm luôn. Đây này, quên mất mọi người không nhìn được, mình giảm xuống một chút mình đo lại nhá. Đấy, thôi tóm lại là bây giờ mình sẽ lắp vào để test thử, biết hiểu của nó rồi. Đo tất cả các mạch là chưa thấy có gì lỗi, chưa thấy cái gì lỗi cả. Có thể là thợ trước họ cũng bấm kêu tít tít, và bản thân cái anh khách hàng này anh mua ấy, là anh cũng chỉ bấm kêu tít tít thế thôi, chứ anh nghĩ là nó hỏng, mình đang đoán như thế, xem có đúng không nhá. Để mình lắp hoàn thiện. On giữ nhá. Đó. Và cái này cũng ấn cũng không được, cũng phải ấn giữ. Đó, nó lên này nhưng quạt không chạy, không thấy phát rung tạch tạch. Đó, hay là đây mới là lỗi. Chẳng qua là mình không biết dùng nên từ nãy giờ mình mò linh tinh. Mình để lồi lên này, không nhận gì cả các bạn nhé, không phát xung gì cả. Đây là tăng giảm rồi. Đây là một tắt này, bật lại này, ấn giữ này, bật chế độ này này. Nó có hai chế độ lấu mà các bạn này, nhưng mà không gì cả nữa các bạn nhá. Nên chưa biết nó là cái gì, bây giờ nó mới là đang bật được. Vừa nãy là không bật được các bạn ạ. Khả năng bây giờ mình biết cách dùng. Hẹn giờ đây cũng không bấm được. Đấy, hẹn chế độ này thì hẹn giờ được. Nó có, nên nó có hiển thị này. Đó này là vẫn không bấm được cái gì cả. Quạt cũng không chạy nhá các bạn nhá. Quạt cũng không hề chạy gì luôn. Thôi lại tiếp tục kiểm tra tiếp. Đúng là cái đồ không sửa bao giờ. Đấy, đó là đồ điện tử đấy. Nhưng mà chúng ta không hiểu về cái nguyên lý, cách sử dụng của nó thì chúng ta sẽ mất công rất là nhiều mà. Mình lại tiếp tục tìm nhá, xem nó có ra được không. Chẳng nhẽ con này là phải nhận nồi nó mới đưa lệnh ra đánh chạy quạt à. Mình bật on này. Đó, nó lên đấy. Bây giờ mới biết cách dùng mà. Nhưng mà không gì cả. Cứ không ngông luôn, không có tiếng kêu tạch tạch gì các bạn nhé. Nhưng mà con này mình thấy thợ nó đã động, người trước họ đã động đến con IC driver, nên bây giờ mình sẽ kiểm tra IC driver và IGBT. Đây này, mình sẽ cho chúng ta đo, chúng ta tham khảo một chút. Nguồn DC 300V đã tới đây rồi, tới mâm từ rồi đó. DC 130V, nguồn VCC 18V đã đến đây rồi, 19V đã đến đây rồi. Linh kiện đưa ra chân G kiểm tra nhiều phết. Đó, bây giờ mình, đây là hàn, mình rút điện đã.
chân G nó đây này, nó đi qua dây gì về đây nhá. Nó có lắp một con IGBT nữa nhưng mà họ không sử dụng để đi về đấy nhá. Bây giờ mình thử thay điện driver thử xem thế nào, thay thử đôi khi nó tự nó chết thì sao các bạn ạ. Nó không có xung tạch 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 nhá, phải có tính tạch tạch cơ. Và hiện tại đang bật là đang đủ hết các điều kiện để nó phát xung rồi đấy. TA8316 nhá, để mình sẽ thay con này. Rồi, con này đi. Hiểu cái dây mát này nó đi đến đây, nó chạy kiểu gì đi đến đây. Để tí mình dò nó vào, con IC đấy, các bạn ạ. Cái dây này này, như nhà sản xuất làm nhé, mình là người cạy rất khó đây luôn. Nhìn xem lắp đúng chiều chưa? Nó có cái chiều vát vát, đúng rồi. Chờ cho nó nguội một chút. Mình cũng đang lắp cảm biến rồi này. Và giả sử mà bị cảm biến bị chập nhá, nó sẽ báo một cái đèn, các bạn ạ. Đây là chân con cảm biến đây này. Đây nhá, mình kim điện nhá. Bắt đầu mình giả sử như mình ấn chập cảm biến này, chúng ta nhìn màn hình nhá. Đó, nó sáng cái đá bóng này. Ở trên màn hình nó sẽ hiển thị được chữ nhật đấy. Nó sẽ sáng một cái biểu tượng gì đấy. Các bạn ạ, mình bỏ ra nó mất rồi. Đó. Bây giờ thử xem nó có chạy không, thay IC rồi. Vẫn chả gì cả. Vẫn thế các bạn ạ. Sao mấy cái bóng này không sáng nhỉ? Bóng này lại không sáng nhỉ? Đang chạm đâu không? Hay là mình vẫn chưa biết dùng. Hòn này, chạy này. Đó. Đấy, nhấp nháy ở cái đấy. Cái này là cái tăng giảm mà. Đó là không phải rồi, chưa tìm ra nguyên nhân. Để mình lại mò tiếp đi. Động đến hai con là M393 này, con 393 kiếm hơi khó. Sau khi mình thay con IC driver mà không vẫn thế thì bắt đầu mình kiểm tra linh kiện tại cực G. Thì mình có nó có con DZ cực G đây này, IGBT ok nhá. Mình hút ra mình đo phóng nạp, đo ok, thông ok. Nó sẽ đưa vào đây, nó có con 10K khóa tĩnh này, ở đây này. Rồi là con diode 18V đấy, ghim đấy. Thì mình có hút đo thử thì cũng không chết lỗi. Sau đó là mình có dò ấy, thì mới phát hiện ra cái dây này nhá. VCC, con IC này VCC đã tới rồi này. Xung ao ra đã, đường ra thì ok rồi này. Còn cái dây này đó chính là xung từ MSU đưa tới. Và cái anh sản xuất ấy, anh làm láo nháo. Tức là anh thiết kế rất ok. Nhưng mà trong khi anh sản xuất ấy, anh ấy chả lắp đủ. Thế là anh mới câu cái dây này. Tức là trong dây chuyền lắp ráp của anh ấy, anh sản xuất nào là láo nháo như này đây mọi người. Nên là sau đó là phải có một đội xử lý lại đấy. Nên mình thêm cái dây này đấy các bạn ạ. Xung nó từ ra ở đây. Xung ở đây là tí nữa mình dò tiếp. Nó đi lên đây này, nó đi qua cái dây gì này. Nó vòng vòng vòng, nó tới cái điểm này nhá. Điểm này nó có hai đốt xuôi về đây mọi người ạ. Tiếp tục nó sẽ đi tiếp tới đây. Cái dây gì này anh sản xuất anh đách nắp. Tức là anh láo nháo mà, anh không nắp. Các bạn ạ, tiếp tục đi tiếp này. Tới đây, cái dây gì này cũng không nắp. Thế là cuối cùng là anh sản xuất, anh thiết kế thì mạch in ok đấy. Nhưng mà anh sản xuất anh chả lắp hai cái dây gì này. Mình đoán là lỗi cái dây chuyền, tức là cái phần mềm để
nó gọi là setup cái chế độ lắp ráp các bạn nhé, nên thiếu con này và thiếu con kia, thế là cuối cùng sau đó phải xử lý một cái đoạn dây dài như này để thay thế. Và có một cái điều nữa này, nó đi tới đây nhá, thì mình có ghi đo thử ấy, thì không có hề có xung tới IGBT nhá, nên do nó không kêu tạch tạch gì cả nhá. Thì mình có thể để ý đây ấy, thì ở đây có hai con liốt này, chúng ta để ý nhá, hai liốt mũi thôi, hai liốt mũi này. Thì một con diode mũi ấy, nó đi về đường 5V để nó chống cái xung, cái xung từ MSU này, con vi xử lý này nó chạy 5V thì cái xung nó đưa ra nó chỉ đến 5V ở cùng thôi, chứ nó không cao được các bạn nhé. Giả sử có một cái căn nhiễu gì đó mà làm cho cái đường cái xung ở đây 5V nó đưa về chết MSU ấy, thì nó sẽ tràn sang đường VCC 5V. Và đặc biệt nữa ấy, cái được con nữa ấy, đi tràn sang đây thì cái lệnh chân này là chân khống chế, nó bị lỗi gì đấy nó khống chế, nên mình có đang hút thở nó ra thì nó phát xung. Tức là xung nó không bị, tóm lại là xung từ MSU phát ra đến đây rồi, nhưng mà vì có một cái lý do gì đấy xảy ra lỗi đâu ấy, ông này xử lý chẳng hạn, ông ấy dập sự cái đường này về mát, thế là xung tịt về mát hết, thế là không chạy các bạn ạ. Nên bây giờ phải kiểm tra tiếp đấy, sửa chữa được đôi khi ấy, một cái thiết bị đồ cổ hù ngày xưa của anh Nhật thôi, cái này chắc sản xuất lâu rồi, nhưng mà chúng ta phải có kiến thức điện tử, chúng ta dò linh ta linh tinh luôn. Đây mình ghim điện này, mình đo thử nhá, mát ở đây nhá, mình đo thử thì bây giờ chưa có xung ra đâu các bạn nhá, mình chả đo được xung đâu. Thì cái đây là cái đường 5V này đó, và đây là một cái đường nhá, nó rất thấp, nó 2,8V này các bạn này, nhưng ghim lại thì nó sẽ tụt hết đường này, nó lại xung ra bao nhiêu tụt hết. Nhưng bây giờ mình đang tháo nó ra nhé, để cho nó không khống chế cái đường đấy nhá, thì chúng ta sẽ thấy cái bóng đèn nhá. Cái bóng đèn này, mình bật nó on này. Bật chạy nhá, cũng ấn giữ. Đó, xung nó đã có nhá, tất nhiên là nó vì nó phát ra cái, nó bắt được cái là nó bóng nó sáng cái nó sụt áp dẫn tới nó tắt. Bây giờ phải dò tiếp các bạn ạ, mới dò đến đây rồi mà. Thì khi mình đã làm đến như này rồi thì mình sẽ không động đến anh driver thứ này nữa, bởi vì anh ấy đã ok rồi. Bây giờ là động chạm đến cái đài anh này. Anh này đi về đến đâu, và cũng không kiểm tra cái đường này đi về MSU nữa, mà kiểm tra cái anh khống chế này các bạn nhé. Lại chờ mình tiếp để mò tiếp. Chả biết sửa được bao nhiêu tiền, nhưng mà đấy, kiến thức điện tử đấy, sửa chữa mò mạch đấy các bạn ạ. Nhưng mà sửa xong nó thì đôi khi nó là như chúng ta phá một cái ban, chúng ta thấy dễ chịu. Đôi khi sửa chữa là thế mà các bạn, không tìm được ra ban nó lại phức tạp lắm. Kể cả khi cuối cùng là xác định là chết con này mà không có thay thì mình cũng đã là phá được ban nhé. Chứ gọi là phá ban là sửa được bếp, là sửa được ok đâu các bạn ạ. Nhiều trường hợp là phá được ban nhưng mà không có đồ thay nên không sửa được. Quên mất quay cái cảnh này cho chúng ta thấy là khi mình hàn vào nó mất xung. Không thì mọi người lại bảo mình làm chút khác rồi. Đây nhá, mình ghim lại nhá. Mình vẫn chưa hàn nó đâu. Mình bật này, bóng đèn này. Đó, nhá nhá, giờ ngắt nhá. Bật lại này. Bật lại lần nữa này. Đó nhá. Và bây giờ mình sẽ hàn lại cái chỗ đấy lại nhá. Hàn cái con diode mình đang tháo ra. Và mình sẽ bật lại này. Ô, phát xung rồi. Ồ, thì là hay là diode. Hay diode DZ lỗi. Thế này thì lại được rồi các bạn. May chưa kiểm tra tiếp nhá mọi người nhá, để mình xem. Từ nãy đến giờ thì mình chưa kiểm động đến cái gì, trừ đo IGBT mới lại động đến con DZ đấy thôi. Hàn lại DZ xem có mất không. Mình đang kênh con DZ ra mà. Thế nhá, ông DZ này ông ấy làm, mình đo thì nó không chưa đấy, nó không thấy nó chết. Hay là chả lẽ vừa nãy bị chạm ở đây nhỉ, chạm sang cái chỗ này, mình cũng có hàn lại cái chỗ này. Mọi người ạ, cái chỗ này, cái chân dây này ra sau khi mình dò, mình có hàn lại chỗ này, mình cảm giác như là nó hơi chạm như này, nhưng mà mình không để ý kỹ. Hay là nó chạm sang đấy dẫn tới mất xung không? Không, bây giờ cứ hàn diode lại xem nào. Buồn cười ghê. Đấy, may anh ấy, mình tí nữa thì mình lại mình test cho mọi người, mình dừng video mình định test cho mọi người để sau đó mình lại dò cái đường của con diode đấy. Nhiều quá là không phải rồi. Bật lại nhá. Vẫn phát các bạn nhá. Như vậy là khả năng là do cái con này rồi. Do bị chạm ở đây rồi thì phải các bạn ạ. Bởi vì thợ họ cũng đã động đến đây chỗ này mà. Thôi bây giờ mình sẽ giật bỏ cái dây này đi, mình làm cho hai cái dây
vị trí chỗ này và vị trí chỗ này. Sau đó mình lắp hoàn thiện xem thế nào. Bây giờ thì nó lại phát được ok rồi nhá mọi người nhá. Buồn cười ghê đấy. Đó, thêm hai cái dây gì ném bỏ cái dây câu. Đây này các bạn này. Nó phát xung mạnh lắm. Ghim này. Đấy, quạt chạy rít nha. À, bóng sáng hay là nó bị sụt áp thấp nên nó ngắt bảo vệ luôn. Đó, lắp hết hoàn thiện để xem thế nào. On này. Giữ tiếp này. Đã chạy này. Ấy, quạt gió hai cái chạy ghê không? Nhưng mà chạy ngắt nhả. Vừa ngắt xong lại nhả. À, tầm này nó chạy ngắt nhả hay sao ấy? Đó, nó báo lỗi gì ấy các bạn ạ? Mình không hiểu. Lại nhá. Đó, nó nhấp nháy cái gì ấy, mình không rõ. Hay là nó tụt điện áp. Chưa hiểu. Tắt này. Lại này. Bấm cái chế độ này xem nào. Cũng thế, chưa hiểu nó bị cái sao. Các bạn ạ, chạy ngắt nhả thôi lại phải mò tiếp rồi. Các bạn ạ, nó nhấp nháy này là lỗi này. Mọi người này, để mình xem nào. Mình đang kiểm tra quận City. Đo khung đứt các bạn nhé. Rồi khả năng sẽ tháo bỏ con DZ18V ra đấy. Bởi vì mình đang nghi con DZ đấy nó lúc chập lúc không. Nó không, khi nó không phát được xung là nó không chập, nó chập hay sao ấy các bạn ạ. Nhưng mà nó chập thì nó cũng phải chạy quạt cơ đấy, nó không chạy quạt cơ các bạn nhé. Hơi buồn cười vô lý. Không sao cả. Hàn lại hết cái chỗ này, hàn lại mạch chỗ này đã. Sau đó mình nhấc bỏ luôn con DZ18V tại trên G đi. Rồi test thử xem. Mình vừa đổi lại cái bộ đổi nguồn của mình. Cái bộ đổi nguồn của mình là cái biến áp cách ni. Mình đang đầu vào nó là 0 cho đến 220V. Mình đặt như thế thì cái điện áp ra nó rất là thấp. Khi nó mình chạy thấy nó ăn dòng đến 13, nó tụt xuống còn 94V này. Do đó mình đang để điện áp 220 vào, nó là 0 210. Thì như vậy nó đang ra được 104V. Các bạn nhé, cao hơn một chút nhé. Cao hơn tầm khoảng gần 10V đấy. Để cho đỡ sụt thì chúng ta sẽ thấy này. Và cũng như mình vừa nói cho mọi người, mình kiểm tra những cái chỗ đấy nhá. On này. Tắt đi cho mọi người nhìn được nhá. Chạy này đang mức 180 nhá. 180 độ nhá, nó ăn là 7A này. Cũng giảm nhá. Cũng lên nhá. Nhưng mà điện áp đang là 100V này. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó không báo lỗi nữa và mình tăng công suất lên này. Chúng ta sẽ thấy là nó không ngắt quáng nữa nhá. Chắc là ở giữa chế độ đấy nó chạy ngắt nhả thôi. Hết cỡ này. Thì lên 12,3 tức là 13 ok nhá. Và nó tụt 98V chứ không phải 94V như vừa nãy. Mọi người ạ. Đây vào chế độ lửa nhá. Tắt này. Chế độ giữa ở dưới nó là hình như chế độ nhiệt độ hay sao ấy. Đó. Nó ở 1880 nó nhấp nháy này. Thì chế độ này nó sẽ không chạy nhấp nhả. Tóm lại là con này khả năng điện áp tụt xuống còn 94-92V. Như là nó báo tít 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 tít. Đây là nó báo điện áp yếu các bạn ạ. Chứ không phải là đây là tí nữa mình test thử lại cho luôn nhé. Chế độ này thì nó không báo nhấp nháy nữa. Bởi vì là nó sẽ không chạy nhấp nhả. Bởi vì nó đặt theo nhiệt độ. Cái 150 độ này là nó nhận diện được cái cảm biến nhiệt độ ở đáy rồi. Nó sẽ chạy như thế. Và nó không ngắt nhả nữa nhá các bạn nhá. Nhưng ở chế độ kia chạy ngắt nhả này. Tắt này. On này. Trên này là mức này nhá, thì nó chạy ngắt nhả. Đó, các bạn thấy chưa? Nó như là bếp từ Media chúng ta để dưới 1000 ấy, nó cứ ngắt nhả này. Nhưng mình tăng lên này, hết cỡ này thì nó không ngắt nhả nữa nhá. Mọi người nhá, thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ test một phát này nữa là mình sẽ đổi điện cho nó về như cũ, không phải là 110 nữa. Mình vừa làm như thế là điện áp nhà mình là cái ổn áp thì mình là đang hiện tại nhà mình đang chạy qua ổn áp, và ổn áp thì mình đang chỉnh ra là 210 cho nó bền thiết bị các bạn ạ.
do đó mà 220 vào thì nó rỉ ra khoảng 100 đấy, như giờ đang vào là 210 ra 108 nhá. Bây giờ mình sẽ đổi điện thấp hơn xem nó có nhấp nháy như vừa nãy không. Nhiều khi sửa chữa phải cần test thử nguyên nhân tại sao. Đấy, con này sau một hồi mình làm mình cũng chưa hiểu nó hỏng cái gì đâu, buồn cười kinh. Nhưng mà mình sẽ áp những cái này lên cho chúng ta tham khảo về kết cấu mạch và thiết kế và tìm ban của mình như thế nào nhá. Đấy, mình vừa đổi con sơ cấp là từ 0. Đây là cho mọi người nhìn luôn nhá, để xem là xem mọi người có nhìn được không. Đây này, vừa nãy là bây giờ mình đã đổi về như cũ như ngày xưa này. 0220 vào này, nguồn cách nghi mà ra 0 100V đấy. Và mắc của nó là ra được 15A nhá. Còn những cái khác thì mình không dùng. 18V ra 3A này, 17V ra 5A này. Mình chỉ dùng cái 0 này, nó là một cái biến áp ở trong một cái máy công nghiệp. Cái biến áp này hình như sản xuất năm 1978 các bạn ạ. Không có đúng không? Nó có ngày tháng ở đây mà. Bắt đầu mình cắm điện nhá. Còn nó rơi đâu mất rồi. Đấy, 100V, 103 cái đó. Bởi vì cái ổ đáp đôi khi nó sẽ có sự sai số mà, nó sai số tầm 10 đến 15V đấy. Bây giờ mình sẽ bật nó sẽ sụt xuống hơn đấy, để xem nó có nhấp nháy không. Như vậy là nó chạy nhấp nhà như này là nó trả tù xuống nữa chứ này. Là do nó ở chế độ này nó chạy nhấp nhả thôi, còn tăng lên mức nữa thì nó sẽ không nhấp nhả này. Đó là không nhấp nhả nữa nhá các bạn nhá. Và tăng lên nữa thì mức công suất mắc thì kiểu gì dòng sẽ tăng mà mọi người nhá. Đấy, 94V không bị rồi. Như vậy là con này vừa nãy khả năng con DZ bị giò mọi người ạ. Có DZ 18V đấy. Mình đang hút bỏ nó đi mà. Tắt này, thử lại lần nữa nhá, thử lại ở chế độ dưới xem nó tăng được dòng không. Chế độ dưới là chế độ chạy theo nhiệt độ ấy. Thì nó là luôn ở 8A đấy. Đó. Tăng hết cỡ nào nó sẽ lên được cao hơn không. Như vậy là chế độ này nó chỉ chạy một mức phát xung chỉ thế này thôi, còn chế độ trên mới thay được công suất các bạn ạ. Đúng không? Các bạn thấy không? Nó luôn là 8A thôi. Bước trên này mới thay đổi được công suất này. Đó, mức này này. Và mắc này. Mắc ở đây, trước là cái biểu tượng này này. Thì nó lên khoảng 1.300 đấy, 11A kìa. Đấy, nó tụt 93V, không nhấp nháy nữa nhá. Và giảm xuống mức thấp nhất xem nào. Như vậy là con này phát xung thấp nhất, để xem nó bắt đầu nó phát này. Như vậy là cũng phải tầm mắc đến 7A, tức là nó không thay đổi độ dụng xung nhiều nhé mọi người nhé. Khi này thì thời gian phát nó nhanh hơn thôi. Và như này thì nhanh hơn nữa. Như này lên đến 8A này. Như này thì lên được xem nào, lên được bao nhiêu. 9A dừng ở đấy. Còn mắc thì lên cao hơn mọi người nhé. Và tất nhiên bây giờ nó chỉ được có 11 phẩy mấy thôi, bởi vì 94V mà. Mà bây giờ mình tăng lên điện áp cao lên như ấy, nên nó hơn 100V ấy, 100V ấy, thì có thể nó sẽ chạy ăn dòng lên 12-13. Như vậy là nó đã sửa sau một hồi mình lần mò mình cũng sửa nó. Nhưng con này không biết là nó có về hay không, thì để mình sẽ lắp hoàn thiện, sau đó là một vài buổi mình cứ test thử xem thế nào, sau đó mình mới trả khách được. Và mình sẽ để cho mọi người cái bình luận là nó ok thật hay không nhá các bạn nhá. Bởi mình sửa xong một hồi mình chưa biết là lỗi gì. Mình chỉ đang nghi ngờ con DZ bị giò thôi. Nhưng mình vừa hút hở ra mình. Hiện tại bây giờ tối rồi, ngồi suốt buổi chiều sửa mấy cái bếp bồ đồ của bác dưới Hà Nội. Thế là sửa tiếp của cái này, bây giờ tối rồi chuẩn bị nghỉ rồi. Đây là các bạn này, 18 giờ rồi nên mình sẽ nghỉ. Nên vội quá thì mình cũng hút hở con DZ thôi, rồi mình chưa kiểm tra con DZ các bạn ạ. Lại lần nữa để kết thúc nhá. Chạy ngắt nhả đấy, tăng lên thì hết ngắt nhả này.
Thôi, chào tất cả mọi người nhé.